Ok, hello, xin chào toàn thể là các anh em đang có mặt, đang xem video của tôi. Yeah, hôm nay tôi có một cái một tựa game mới. Thật ra cũng không mới lắm. Thì học tiêu đề vẫn biết không? Tôi chơi Minecraft Bad World. Nhưng không phải ở Minecraft. À, tôi là không phải ở Minecraft chính thức, mà tôi chơi ở trên. Các bạn đang tìm một shop bán ạc Minecraft giá rẻ mà lại uy tín đúng không? Dạ, các bạn tìm đúng nơi đấy. Các bạn hãy đến với shop của tôi. Dạ, shop của tôi chỉ có đến 150 đến 160 nghìn để có được một cái ạc có thể chơi được 2 pixel. Và ngoài ra thì các bạn, tôi thấy các bạn gọi là xem tôi chơi Bad World khá là nhiều, nên là tôi quyết định sẽ giới thiệu cho anh em một server NMB khác cực kỳ hay luôn. Và nó là NMB nhưng nó còn hơn cả một NMB anh em ạ. NMB này hiện đang sở hữu một lối chơi lifesteal. Đó, nghĩa là các bạn chết là các bạn sẽ mất một máu, các bạn sẽ được nhận kiểu nhận tem của nhận của người khác ấy. Đấy, rất là thú vị luôn đúng không? Ngoài ra thì còn một số những plugin khác nữa có nhiều câu lệnh thú vị như là shop này hay là back khi mà các bạn chết. Đó, rất là nhiều câu lệnh thú vị hơn nữa. Các bạn tự vào trải nghiệm nhé. Link shop premium và SMB mình đều để ở dưới phần mô tả hết. Ok, và bây giờ thôi, let's go. Mà tôi chơi ở trên Minecraft web. Oh my god, game này tôi được một người bạn giới thiệu để làm content, tôi thấy khá là thú vị nên là tôi cũng quay cho anh em luôn để tôi trải nghiệm với anh em cũng như là chia sẻ cho anh em cái game mới đó. Thì trong cái game này có khá là nhiều tựa game chứ không phải là có mỗi Bad World. Như ở đây đang có Survival là nổi bật nhất này, chứa sáng tạo ấy, Faction, Bad World, One Block, Cướp Biển, rồi là mấy cái linh tinh đó, Handshake này, hay là Skywar, đó, rất là nhiều luôn, rất là nhiều tựa game để anh em có thể chơi. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chơi Bad World anh em. Và tôi chơi Bad World Duel. Mình sẽ là chơi tem 2 đó anh em. Đấy thì hôm nay tôi sẽ chơi game này Bloody.io. Đó, một tựa game, ok. Bruh. Yeah, ok. Đó, video thôi, let's go. Hey yo. Cuối cùng tôi cũng được chơi anh em ơi. Đấy quá. Quá lạ. Ui, what the fuck. Ui, lag rồi đấy. Ui, sao tiền lag rồi. Hơ. What the fuck. Sao em bé còn có hai mấy rồi. Ui, lag đấy. Ui, 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 ui. Lag thế. Ui, ui. Nhưng mà không bị cô đâu. Con Miko đâu? Chôn à? À em ơi, tôi sẽ win trận này khi mà không có người, không có đồng đội. Ok. Nhờ đây là trận 1vs mấy nhỉ? À bên đây. Đây. Đánh nhà là thực ra là mình quay từ lúc trước rồi á, nhưng mà bấm vào cái thần kỳ rồi đấy, tôi quên bấm quay anh em ạ. Chân loát distance là lag lâu, what the fuck lâu. Cái gì đây? Đây. Ok, cái này. Sao có bao nhiêu mấy FPS rồi đấy? Đã
nãy nhiều lắm mà, nãy trên mượt lắm mà. Ôi giờ quay video lại thấy hơi lag quá chị. Đây là gì đấy? The fuck? Phải không? Moonstone. Văn thì nó cứ bị ấy anh em ơi, cái nút control với lại cái ấy á. Tại đây đang là Google nhưng mà bấm nó hay bị nhầm sang cái zoom ấy anh em. Đấy. Cái Moonstone này để làm gì đây? Có Fireball này. Có Ice luôn. Hợp lý à? Fireball phải có Ice luôn. À cái này là giống như là chú cương anh em. Đó, kiểu vậy. Yo, come here baby. Yeah, tự nhiên một đứa, ôi, thằng này, ui. Ui, khó chơi quá, ôi, chết rồi. Ôi nhà, ê, tôi muốn Fireball này. Đây, review Fireball cho anh em nhá. Tiên tin luôn này. Vẫn còn được tiền mua giáp này. Ôi, mang mắt bé rồi. Hay quá. Ui, nó giật luôn, nó khó chịu quá anh em. Anh em, cái này có cả số 0 anh em. Nó có 10 slot. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 số. Yo, baby. Yo, cầm đao baby. Yo, cầm đao baby. Đừng chết. Oh shit. Oh fuck. Oh.